Sau cơn sốt điên cuồng cách đây không lâu, làn đột biến đang dần chìm vào quên lãng. Nhưng những người từng bỏ ra đống tiền để mua mong làm giàu thì vẫn không ngừng nuối tiếc xót xa. Còn nhớ có những lúc người chơi không tiếc bỏ ra hàng chục tỷ đồng chỉ để được sở hữu cây lan bé tí tẹo, có những cái tên mỹ miều như Bạch Tuyết, Người Đẹp Bình Dương, Người Đẹp Không Tên. Nhưng sau đó thì lan đột biến bắt đầu lao dốc. Mỗi kia lan đột biến từ chỗ có giá vài trăm triệu đồng tụt xuống chỉ còn vài chục triệu đồng. Và hiện tại những kia lan này chỉ có giá trung bình dưới 1 triệu, cao lắm cũng chỉ gần 2 triệu đồng. Nhiều người chơi lan đột biến cho biết, so với lúc sốt cao điểm, giá lan đột biến hiện nay đã mất giá từ 100 đến 200 lần và cay đắng ở chỗ là dù có giao bán cũng chẳng có ai mua. Sai lầm của nhiều người là chọn không đúng thời điểm đầu tư lan đột biến. Cứ nghĩ sẽ bắt đáy được giá lan nên dồn lực mua vào, nhưng không ngờ giá lan vẫn rơi thê thảm từng ngày nên thành ra vỡ mộng, lâm vào cảnh nợ nần thua lỗ. Đến bây giờ thì còn có nhiều người vẫn đang sở hữu cả vườn lan đột biến để ngắm chơi vì đã không còn giá trị, nên càng nhìn càng xót xa. Đây cũng là kinh nghiệm xương máu cho những người muốn làm giàu nhanh, đổ hết vốn liếng vào một thị trường ảo mà đã không hiểu rõ được bản chất thực sự.